Xin chào các bác, chào các bác đến với show bần câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần mới về các nhá. Lô ngày hôm nay thì sẽ là cần Isoji trong, có vài chiếc cần tay các nhá và có vài chiếc cần ISO. Đấy, hôm nay thì tổng cộng là có hơn 20 cây. Đấy, các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng được cái nào thì báo cho em nhá. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc hình luôn nhá. Các bác ưng là bác báo cho em. Đầu tiên em sẽ vào chiếc cần mã số 1. Đấy, các bác xem kênh của em thì ấn like, đăng ký kênh cho em nhé, chia sẻ cho anh em trong hội nhóm để anh em biết đến kênh của em. Ở cây số 1 sẽ làm chiếc cần Ikada dài 1m8. Ở con Ikada này sẽ được sản xuất tại Nhật cấp nhé. Ở con này thì sẽ trang bị là hai ngọn. Con này sẽ là dòng cắm gốc vào ngọn. Đấy, nó cắm kiểu này không nhá, còn nhiều con thì lại cắm cái ngọn vào cái gốc. Con này là trường hợp là cắm gốc vào ngọn nhá, đấy cái lỗ nó sẽ là lỗ ở trên ngọn, còn những con lỗ sẽ lỗ ở gốc. Đấy, con này sẽ hai ngọn các nhá, đấy bóc luôn cho bác hai ngọn xem có ok không. Một chiếc cần Ikeda cực kỳ ngon, con này là gần như là chưa sử dụng quá nhá, mới tinh. Đấy, con nào sử dụng thì em báo là sử dụng, con nào chưa sử dụng thì em báo là chưa sử dụng nhé. Con này còn rất là đẹp đây nhá, ngọn zin hai ngọn bằng nhau này, không lỗi làm gì. Đấy, em sẽ đói bắt cân lặng. Ở giống như Kada thì anh em rất thích hai ngọn nhá, 95 g quá nhá, ngọn là 0.72 ly hai ngọn. Xem cái ngọn này cứng hơn không, em nghĩ là một ngọn cứng hơn, một ngọn mềm hơn, đúng rồi, một ngọn là 0.2, một ngọn là 0.8 nhé, 0.72 và 0.8. con ở trong cần sẽ là 0.72, còn con ở trong cái hộp này này là 0.8. đấy, một cái cần Ikeda cái đít này sẽ có lỗ cắm để cho các bác cắm cái ngọn vào nha. Đấy, một ngọn con này sẽ khoảng tầm 700-800, con này hai ngọn và cần rất là mới, mã số 1, 900 ngàn đó nhá. Một chiếc cần Ikeda đẹp, mã số 1, có cây à, không săn được. Nếu bình thường mua lẻ cái này ở Nhật người ta đang mua là khoảng hơn 1 triệu một cây. Rồi sang mã số 2, số 2 sẽ làm chiếc cần dây trong có nhá. Con này sẽ làm chiếc cần dây trong thuộc dòng Arenos của hãng NFT, được trang bị bát đúc này nhá. Đấy, ngoại hình rất là đẹp, chiều dài là 4m8, đọt 1, được trang bị lõi sứ dẫn cước là lõi sứ xích cơ nhá, dòng hai lỗ đầu bu lõi sứ xích luôn. Đấy, phôi có nhìn rõ nhá, phôi còn rất là sáng ạ, phôi con này gần như là không xước nhá, phôi còn rất đẹp. Một chiếc cần của lẹp tươi dài 4m8, đọt 1, dòng dây trong bản cao cấp nhá, bát là bát đúc ấy. Cân nặng 200 g. Hai chấm tám ba ly, con này hôm nay lấy bác là 850 k con này có nhá. Đấy, mã số 2. Xong mã số 3 này. Ở số 3 sẽ làm chiếc cần dây trong của Ido nhá, của Shimano, dài 4m25, đọt là đọt cứng 2, gọi là độ cứng 2 đi. Không biết em nên dùng độ cứng 2 hay là dùng đọt 2 nhỉ? Hay em dùng độ cứng 2 đi nhỉ các bác, và độ cứng mấy? Đây sẽ làm chiếc cần của Shimano nhé, sản xuất tại Indo. Bản này là bản Apecho. Dài 4m25, độ cứng 2, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nó sáng xám nhá. Đấy, phôi con này thì còn sáng các bác này. Đấy, phôi còn sáng mà không lỗi gì đâu nhá. Ở đầu bu con này thì hơi bẩn tí đây các bạn này, ở đầu bu con này là đang bị chủ sở hữu người ta gắn keo nhá, không biết gắn sinh nhân là bị lộ cộ lộn trộm, hơi tiếc ha. Con này nếu mà zin nguyên bản nó khoảng tầm 700, nhưng con này đang bị đầu bu bẩn nhá, các bác là 500 ngàn, mã số 3. Về cho bác sửa chữa thay thế thì tùy, lặng 175 g có nhá, gọi là 3 ly. Đấy, mã số 3. Hôm nay thì có 1, 2, 3, 4, 5, 5 dây trong đấy nhá, không có nhiều đâu. Dây trong thì gần đây cũng đang khá hot đấy ạ. Sang cây số 4 này.
Số 4 sẽ làm trước cần dây trong của hãng Daiwa. Con này bát đời cao rất đẹp quá nhé. Bát này bát vặn này. Đấy, bát vặn này rất là đẹp. Đây sẽ làm trước cần Daiwa được sản xuất tại Nhật. Dài là 4 mét. Dài 5m2. Độ cứng là độ cứng 4. Đấy, sản xuất tại Nhật các nhá, Make in Japan. Con này sẽ được trang bị loại sứ dẫn cước, loại sứ xám. Nó là dòng trước cần dòng ISO khuyên lớn. À, quên, dòng ISO dây trong bản cứng. Con này có sữa to nha. Con này cuối cái lóng thứ hai là bị xước một chút xíu con này. Đấy, bị xước con nha. Tiếc nhỉ. Xước này thì không ảnh hưởng gì đến phôi con nhá. Đây này. Em ấn cho con xem này. Nếu cây nào mà bị dập lứt ấn phát là gãy ngay nhá. Đấy, cây này thì loại sứ xám. Con này nếu đúng mà không lỗi lầm gì khoảng tầm 1 triệu 1 triệu mốt con nhá. Nhưng con này đang bị xước một chút, xin nhờ lấy bác giá mềm này, lặng là 370g, 3.71 ly, lấy bác là 800.000. Mã số 4 sang mã số 5. Số 5 sẽ làm chưa cần dây trong nữa nhá. Con này cũng là được sản xuất tại Nhật này. Dây trong Nhật sản xuất cực kỳ nhiều. Đấy, con này có chiều dài là 2m3, độ cứng là 30. Một chiếc cần dòng lỡ lỡ, lửng lửng, không ngắn không dài. Được trang bị loại sứ dẫn cước, loại sứ xích cơ nhé. Đầu bu cước vào là xích này. Con này cực kỳ đẹp. Đấy, một chiếc dòng hơn 2m để các bác câu ngâm hay là các bác câu lua đều được nhé. Đấy, con này thì giá mới rất đắt cơ nhé. Đấy, mọi thứ còn rất là đẹp. Với bên trong là một cái đệm này. Cực đẹp quá nhá, cần gần như là mới tinh ạ. Đầu bu là vặn loại xứ xích này. 210k. Ngọn 2.3 ly. Giá là 500.000 nhá. Đấy, dây trong thì mình dòng tầm trung chỉ giá thế này thôi nhá. Sang cái số 6. Có khách gọi nhưng mà thôi tí nghe số 6 này. Số 6 sẽ làm trước cần của hãng Simlo nhá. Con này cũng được sản xuất tại Nhật, chiều dài là 3m3, cứng 80. Con này bát vặn đời cao cực kỳ đẹp quá anh nữa này. Rất là đẹp. Hôm trước có bán hai cây này 600.000 một cây. Ngoại hình còn rất là đẹp. Con ngày hôm nay ngoại hình đẹp nhưng mà nó bị xước một vết này con này. Chỗ này chỗ vận chuyển nó bị chạm xước nhẹ nhá, không ảnh hưởng gì đến phôi nữa, chỉ nhìn hơi xấu tí thôi. Đấy, 3m3 cứng 80, loại sứ dẫn cước, loại sứ xích này. Đầu bu loại sứ xích luôn nhá. Đấy, không lỗi làm gì cả, ngoài cái vết xước ở chỗ này. Đấy, còn đẹp thì nếu bác 600, con này lỗi nhẹ thì bác lấy bác 500.000. Đây là 300g. Ngọn 2.7 ly. Mã số 6. 500.000. Đấy. Hôm nay lên cho bác là 5 cái dây trong, một cái Ikara. Và sang cây số 7 sẽ làm trước cần tay nhá. Số 7 sẽ làm trước cần tay. Carbon ba lô. Sản xuất tại Hàn Quốc nhá, dài 5m4. Đấy, một chiếc cần tay sản xuất tại Hàn Quốc. Em xem độ cứng của này khoảng 10H các nhé. Đây sẽ làm chiếc cần tay rút ra tương đối thẳng các nhé. Để cho bắt các bác bắt rô, bắt giếc, chép dịch vụ, bắt cảm giác được các nhé. Chép dịch vụ 3-4 cân thì các bác lắp cái bảo hiểm vào, vừa bo vừa có cưa. Ở đầu Nhật thì các bác nào chơi chưa biết là Nhật nó sẽ không sản xuất đồ cứng mấy. Nó cũng có một số bản cứng nhưng nó không cứng được như cần Trung Quốc. Đấy, các bác nào thích đánh cứng hẳn thì đánh được Trung Quốc, mà đánh cảm giác mà kỹ năng cao thì đánh cần Nhật. Đấy, đây sẽ là chiếc cần của Hàn Quốc xuất Nhật các nhé. Chiếc cần Hàn xuất Nhật, dài 5m4, độ cứng tương đương 3.5H. Để các bác bắt rô, giếc hoặc là bắt chép dịch vụ đều được. Chép dịch vụ thì có bảo hiểm. Kỹ năng cao, bo mềm là ok nhé. Còn bọn em bắt đoạn này bắt 5-6 cân thì mà bắt được. Đấy, ngọn là 1.56 ly, lấy các bác là 550k. Mã số 7. Mã số 8 nhé. Ở mã số 8 tiếp tục sẽ làm chiếc cần tay. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Pro Mariner. Một chiếc cần dài 54, độ cứng 3H. Để cho bác câu cá tầm trung nhé. Rô giếc cá tầm ký 2 kg đổ về là các bác bắt được nhé. Đấy, Pro Mariner thì phôi sẽ rất là khỏe. Khá là khỏe nhưng mà rất khỏe. Các bác nhắm mắt đến mũi bò thì cũng chết. Ở đây sẽ làm chiếc cần ngoại hình rất là đẹp. Chiếc cần rất là đẹp. Phôi rất sáng không nhá.
Đấy, ngọn sẽ là một chút màu trắng ở trên ngọn này nhé. Đây, phôi thì các bác có thể thấy là độ cong rất là tốt. Dòng Pro Mariner này thì cũng rất ít gặp cần tay nhé. Con này ngoại hình còn rất là mới. Đấy, em sẽ đo cho bác thông số và báo giá cho bác con này. Nặng là 150 g, rất là nhẹ các nhé, cũng không 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 nặng một xíu nào đâu. Ngọn là 1.3 ly các nhé, mã số 8. Đấy các bác là 550 ngàn. Xem mã số 9 này, số 9 sẽ làm chiếc cần VIP các nhé. Số 9 sẽ làm chiếc cần của hãng Ruby, được sản xuất tại Nhật. Bản này sẽ là một chiếc cần bản câu suối các nhé. Tên nó sẽ là Pro Target, dài 6m3. Ở đây nó ghi là mê ba rự, dài 6m3, gồm 6 khúc. Ở lóng gốc này sẽ được trang bị là vân hai da nhé, nó có một lớp da cường vân xoắn ở đây, các bác nhìn rõ, bác nào mà cầm trực tiếp cần nhìn thấy nó còn lớp xoắn như là FT ấy, nó quan gốc để da cường gốc nhé, chống nổ gốc. Đấy, bên trong thì phôi rất là sáng và con này cực kỳ nhẹ các nhé, một chiếc cần 6m3 mà siêu nhẹ. Đấy, cần này em rút ra rồi, cần rất là lẩy và độ thẳng khá là cao để cho bác hợp cho bác câu suối. Đấy, 6m3 như con này đang là nhẹ lắm rồi nhé, không nhẹ hơn nữa rồi nhé. Đấy, ngoại hình rất là đẹp. Một chiếc cần Ruby sản xuất tại Nhật, đầu gu 360, siêu nhẹ các bác này, cân nặng cho bác này 133 g thôi nhá, rất là nhẹ luôn. Một chiếc cần 6m3. Dòng câu suối này thì bác biết rồi, độ cứng nó chỉ khoảng tầm 0.5 đến 2h đổ về thôi nhá. Ngọn là 0.85 ly. Mã này là mã số 9. Giá là 1.200.000 nhé. Đấy, câu suối thì bao giờ nó cũng sẽ cao giá hơn là những dòng bình thường. Tiếp theo, các bác muốn mà đánh dòng bình thường đánh con này, một lát nữa giá nó sẽ êm thôi. Sang mã thứ 10. Số 10 sẽ làm chiếc cần câu suối nữa của hãng Lissin, chiều dài là 5m3 nhé. Con này là cực kỳ nhẹ luôn. So gốc với con này với cả con sút này này các bác này, gốc nó bằng nhau nhé. Cái dòng mà gốc to mà thu ngọn nhỏ nhanh ấy thì rất là lẩy, mà gốc to mà sản xuất được nhẹ như con này thì rất là ít hãng có nhé. Lissin đang là một dòng cần sản xuất cần như, dần như là nhẹ nhất các nhé. Con này cũng là Pro Target các bác nhé. Có lẽ cái bản này sẽ là bản ký hiệu của dòng câu suối thì phải. Cái này em cũng chưa hiểu nghĩa tiếng nào tiếng Anh em rốt đó. Pro Target cũng là mê ba rự nhé, dài 5m3. Để em đo cho bác cân nặng con này, các bác hốt luôn này, 106 g có nhá. Đấy, bản thân to nhá, bản thân nhỏ như con mà thân nhỏ xíu xíu này, 5m4 nặng 70-80 g thì bình thường, nhưng con này bản là bản thân to, gốc rất là to nhá. Đấy, gốc rất là to, dòng này thì cầm sẽ rất là lẩy, cần rút ra là tương đối thẳng, cong chút xíu trên ngọn. Ngọn là sẽ là ngọn có đánh dấu màu nhá, màu trắng, ngọn màu trắng có nhá, ngọn zin. Đấy, đầu bua 60 xoay, phôi còn rất là sáng. Đấy, bản câu suối mà bản thân to là vậy. Năm nay là năm thứ tư em mới lại tiếp tục cầm lại chiếc cần này. Lúc trước con này là bán 2.2 triệu, một chiếc cần câu suối hơn 2 triệu. Bây giờ thì giá nó sẽ mềm đi một chút rồi các bạn, nặng 106 g coi này, quá nhẹ nhá. Ngọn là 0.75 ly. Ở mã số 10 thì lấy các bác là 1.500.000. Con này em đánh dấu giá trước rồi. Đấy, con này hiếm lắm rồi nhé. Sang chiếc cần tay cuối cùng là mã thứ 11. Ở 11 sẽ làm chiếc cần tay của hãng Daiwa. Con này sẽ là bản bình thường nhé, không phải bản câu suối. Đấy, con này nó sẽ nặng là 200, em đo luôn bác này, 205 g, dài 6m3. Đấy, một chiếc cần tầm trung để cho bác đánh cá chép. Đấy, đi chép 2 ký, hơn 2 ký các bác bắt là ok luôn nhé. Có bảo hiểm các bác bắt được cá to hơn nhưng mà hơi lâu một xíu. Con này phôi còn rất là đẹp quá nhé. Tất cả đầu cần trên này nó sẽ có cái ngấn để đánh dấu nóng các bác này. Đấy, các bác nhìn cái nào mà nó không có cái ngấn đấy là bị thay nóng nhé. Đấy cũng là một ký hiệu để đánh dấu cần, còn tùy loại. Các loại thì đánh nhau màu màu sơn, các loại thì sẽ đánh dấu bằng cái vạch kẻ ở đây. Trên thân cần con này sẽ là công nghệ là HPF quá nhé, công nghệ khá là cao. Cân nặng này 210 g. Cân nặng là 113 g. Mã này là mã thứ 11. Có bao đựng cho bác nhé.
hôm nay lấy các bác con này là 1.200.000 đấy, bằng chiếc cần suối thôi nhé. Rồi sang vài chiếc cần ISO ngày hôm nay, chưa, đang cần sút nhé. Mã này sẽ mã thứ 12. 12 sẽ làm chiếc cần dài 3m6, cứng 20, một chiếc cần của LT sản xuất tại Nhật, bản axit đỏ. Đấy, vân là vân hai da. Đấy, dòng này thì đang đấy anh em săn rất là nhiều nhé. Dòng này thuộc là dòng sưu tầm. Đấy, vì dòng này sẽ được trang bị là bộ phôi, là phôi vân hai da tận ngọn luôn nhé. Đầu bu con này sẽ là đầu bu xích. Đấy, dòng này thì nó chỉ có mỗi cái phôi ngon thôi. Còn khuyên nó là khuyên Fuji đen bình thường. Nhiều anh em mua này về anh em nâng cấp lên khoen xích toàn thân. Đấy. Bát con này là vừa tầm câu không phải hạ nhé, rất là đẹp. Cân nặng các bác này 230g, ngọn 2.13 ly, giá con này là 1.800.000 nhé. Đấy, còn các bác nào thích thân to cứng cáp hơn thì đánh con này, con mã thứ 13. 13 cũng lâu lắm lại săn cho bác nó con nhé. Con này em mua về là một man cộng với phí vận chuyển, nói chung là cũng khá đắt, lấy về bán gần như bán hộ cho bác thôi nhé. Ở đây sẽ làm chiếc cần của Arocat được sản xuất tại Nhật, chiều dài ở đây sẽ là 36, độ cứng sẽ là GX ABCDEFG, con này cứng khoảng 20, một chiếc cần 36 cứng 20 để cho bác đánh đầu cần hoặc bác sưu tầm. Bản này cũng tuyệt chủng lâu lắm rồi nhé, gần như là không còn đâu. Và bản này sẽ là bản Arocat SP, ngoại hình con này còn rất là đẹp. Cái bát này con này lâu lắm hoài câu, có cả màng nhẹ đây này. Đấy, khoen bát Fuji không lỗi làm gì, zin 100%. Con này thì được trang bị cái ngọn vân hai da nhé, bản Arocat nó vậy, ngọn vân hai da và được trang bị định vị khuyên 36 cứng 20 Arocat. Bản này là đang hết hàng nhé, nặng là 270g, ngọn 2.22 ly, giá là 2.300.000, 13. Đấy, con này các bác hốt nhanh lại mất luôn này. Con này nhiều các bác làm thích đánh là các bác săn ngay tức con này này, không mua được luôn mà. Giờ em chuyển sang ISO này, 2, 4, 6, 8, có gần 10 cây ISO. ISO hôm nay em nọc cho bác toàn ISO đẹp để cho bác chơi nhá. Mã 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần ISO của hãng là Lixin. Một chiếc cần ISO dài là 4,5 m, đọt là 1.5, được trang bị bát là bát split. Lần khoen sẽ là khoen Fuji, nó sơ xích đó nhá. Đấy, rất là đẹp. Bản này thì cần sẽ rất là lẩy các nhá. Nissin thì bây giờ những chiếc cần tầm trung 4m, 4,5 m này thì cần rút ra thẳng tắp và độ lẩy cực kỳ cao nhá. 4,5 m đoạt 1.5, một chiếc cần của Nissin. Phôi rất là đẹp nhá, phôi sáng, phôi đen tuyền. Đầu cần này sẽ có chút đỏ này. Đấy, một chiếc cần Nissin. 4,5 m đợt 1.5, bản đỏ nhé. Còn một bản xám này nữa, hai con, nhưng cái bản xám này lại không bằng bản đỏ này. 4,5 m đợt 1, cân nặng cho bác này 150g, 1.37 ly, lấy các bác là 900k con nào nhé. Đấy, bản đẹp nha, 4,5 m, 1.5. Nhiều bác hạ tay đi con này đánh chép dịch vụ cũng phê lắm này. Mã 15 này, 15 cũng làm chiếc cần này hiếm gặp này. 15 sẽ làm chiếc cần 5,3 m, đọt là đọt 3 các nhé. Đấy, một chiếc cần đọt 3 của Daiwa. Con này có lắp chụp này. Quá đẹp quá nhé, một chiếc cần trang bị vân hai da là hai da Wicker. Rất là đẹp quá nhé, ngọn zin, ngọn vân vải, dàn khoen lại rất đẹp quá này. Đấy, một chiếc cần rất là đẹp, nói chung là đẹp tầm này thì khá là hiếm rồi nhé. 5,3 m đột 3, một chiếc cần ISO khuyên lớn đột 3 rất là ít gặp quá nhé. Cân nặng 270g. Bác nào săn ISO đột 3 khuyên to thì nhặt ngay con này nhá. Dàn này không có đó, giá là một ngọn là 1.63 ly, giá là 1.500.000, mã số 15. Đây sáng mã 16 này, 16 này hôm trước em bán một bộ phôi 1.7 triệu,
phôi không, bị tụt khuyên. Còn hôm nay sẽ bán cho bác một chiếc cần siêu hiếm tuyệt chủng rồi, mà thông số cũng mắc binh luôn, 5m3 đọt số 5, một chiếc cần được sản xuất tại Nhật. Con này là có zoom zoom gốc có nhé. Con này các bác có thể câu hai chế độ, câu chế độ ISO và câu chế độ bạt bãi. Đấy, các bác nào mà đánh bạt bãi thì các bác đánh rút cái gốc này ra. Đấy, 5 10 15, con này zoom được 15 phân. 15 phân này thì các bác zoom 3 40 chế độ được, vì mỗi một cái ngẫn các bác nhấc xuống 1 phân 2 phân đều khóa lại được. Đấy, các bác là ngấn bao nhiêu thì khóa bấy nhiêu. Đấy, em bác làm lấy con này về thì tốt nhất bọc cái đít bằng ấy nhá. Bọc cái đít bằng thun nhiệt chống xước, khi các bác cắm vào thì đỡ xước chứ không tiếc lắm. Con này rất là đẹp có nhá. Bát vặn này. Zin đét đẹp, 5m3 đọt 5. Con này sẽ được trang bị vân carbon là vân Pogomet nhá. Đấy, vân Pogomet, khuyên đề 3 sẽ là khuyên chạy này. Đấy, khuyên 3 khuyên chạy và dàn khuyên nó rất là đẹp có nhá. Con này để bác đáng để bác sưu tầm. Đấy, vân carbon là vân Pogomet nhá. Hai lóng trên ngọn sẽ là carbon xoắn vòng dòng vân vải, vẫn là vân ra cường cực kỳ đẹp. Đấy, con này thì quá đẹp rồi nhá, không chê rồi. Đấy, chiếc cần ISO này ra mới nó khoảng gần 7 triệu một cây. 30 mấy nghìn yên. Cân nặng của bác này 440g. Ngọn 2.11 ly, giá này là 2.500k đó nhá. Đấy, tiền nào của đấy, quá đẹp. Một chiếc cần siêu hiếm của hãng Daiwa. Tiếp theo con này Daiwa đúng không? Shimano có vài bản VIP. Sang mã 17 này, 17 sẽ chuyển sang cần tay chợ máy này. Ở đây sẽ làm chiếc cần dài 5m3 đọt 1, một chiếc cần tay chợ máy của hãng Daiwa, dòng Direct Power đó nhá. Đấy, dòng này cũng rất là mới, rất là giá rất là đắt. Đấy, vân hai da cho bác này. Con này sẽ được trang bị dàn khuyên là khuyên Fuji Six, mặc định là cái dòng Direct Power này thì giá nó cần mới rất là đắt. Đấy, dàn khuyên đẹp long lanh mà không lỗi lầm gì đâu nhá. 5m3 đột 1, bản này sẽ là bản U, bát sẽ là bát của Daiwa luôn. Ngoại hình rất là đẹp quá nhá. Tay sợ máy này thì nó sẽ chính xác, nó sẽ đắt hơn dòng ISO đấy. Hôm nay tôi để bác giá bằng ISO luôn nhé. Lặng là 158g, ngọn là 0.8 ly, lấy các bác là 1.100k này nhé. Mã 17. Mã 18 này, 18 cũng là một chiếc cần tuyệt chủng của Daiwa nhé. Con này sẽ là bản Amorphous Wicker. Bản này rất là cổ điển nhưng mà nó sản xuất cực kỳ đẹp quá nhé. Các bác thấy không ạ? Cái phần gốc này này, nó lở lên một chút này, xong nó đặt cái bát vào đây. Nhìn rất là đẹp nhé. Bản này là bản Deviso Amorphous Wicker 4m8 đọt 2, cực kỳ đẹp nhá. Đít các bạn này, thép chống dỉ rất đẹp. Con này thì không chê, bản này cũng là bản rất là hiếm, hôm nay săn cho bác được mấy cây. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Vân con này, vân con này sẽ là vân hai da caro vuông. Vân con này cũng rất là đẹp quá nhá, có nhìn rõ vân không ạ? Vân nó sẽ đều hơn cái vân carbon của cái con này. Để em so lên cho bác dễ này. Cái vân của cái con carbon này này là cái hình ở bên trong nó sẽ là hình dòng rô chéo nhé, không cân xứng với cả nó to. Còn cái vân bên này sẽ là vân cân xứng luôn nhé. Điều đi bằng nhau, còn cái này nó sẽ lệch đi. Vân nói chung là một cái vân cân, một cái vân chéo, cũng vẫn là vân hai da nhưng cái bản này nó khác. Đấy, hôm nay Ngọc cho bác mới cần ISO đẹp. Ở cần đẹp thì giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn một chút xíu nha, do dòng khác. Đấy, con này thì vân hai da lên tận ngọn luôn nhé, vân hai da lên tận trên ngọn luôn. Bản này là sẽ có định vị nóng cho bác. Đấy, có định vị nóng nhé, vân hai da lên tận trên ngọn luôn, quá đẹp quá nhá. 48 đợt 2, con này thì không chê rồi, lặng là 420g, 1.72 ly, con này có giá 1.400k nhá. 48 đợt 2, quá đẹp. Tiếp tục sang mã thứ 19.
19 sẽ làm trước cần tay trợ máy nữa. Con này của hãng Simolo, dài 4,5 m, được trang bị dòng carbon là filer carbon nhé. Lõi sứ dẫn cước là lõi sứ xích. Bát là bát stylus, vân bên trong sẽ là vân hai da. Cái bản này như vân hai da được lên tận trên gần trên ngọn để em xem phải đúng ngọn là hai da. Đấy, mọi thứ zin hết các nhé. Vân con này trên ngọn sẽ là carbon xoắn vòng, còn vân hai da sẽ lên gần trên ngọn nhé. Một chiếc cần tay chạy máy của hãng Simolo, dài 4,5 m đọt. Mà dòng này thì những chỉ đọt 1 đọt 2, con này đang là đọt nó ghi 4,5 m, không ghi độ cứng. Con này rất là lẩy các nhé, con này tương đương cứng 2 đấy, độ cứng cao. Cân nặng 140 g. Không chấm 9 ly nhé, con này đọt to, mã 19, 1.100.000. Tay trợ máy thì lúc nào cũng vậy nhé, giá nó xem. Sang mã 20 này. 20 cũng làm chiếc cần ngon này, con 20 này sẽ làm chiếc cần của hãng Lissin. Con này giá mới 3 triệu một cây. Đây sẽ làm chiếc cần tay trợ máy dài 36 của hãng Lissin. Cực kỳ nhẹ các nhé. Con này lõi sứ dẫn cước sẽ là lõi sứ màu tím, thân sẽ là carbon màu đen tuyền. Còn con này thì độ lẩy khỏi chế nha, rút ra thẳng tắp. Một chiếc cần tay trợ máy. Cân nặng các bác này. 100 g, 36. Ngọn là 0.89 ly, giá là 800.000 các nhá, mã 20. Đấy, tay trợ máy. Sang mã 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần tay trợ máy nữa. Cây tay trợ máy cuối cùng, con này sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa. Bản này sẽ là bản Deviso cộng với cả Bogomet nhé. Cái chỗ ghi đây sẽ là công nghệ này. Chỗ này sẽ là chất liệu carbon, Amorphous Wicker Carbon. Này, em thấy loại này cực kỳ ngon này. Tiếp theo là công nghệ Deviso tiếp này, công nghệ vân này. Đấy, nó ghi rất nhiều đây nhé. Cái hiệu U sẽ là tay trợ máy này, chiều dài là 4,2 m, zoom 5,3 m, độ cứng 2. Quá đẹp quá nhá, bát titan. Con này thì cái chân bát ấy hơi xấu một xíu nhá, vì cái dòng chân bát của dòng này lúc nào sẽ có một cái lớp cao su đệm ở trong bụng này. Mà cao su đệm mà để lâu ngày sẽ bị mục. Còn carbon thì các bác để vĩnh cửu luôn. Các bác để trong nhà môi trường mát thì không biết để đến bao giờ nó mới hỏng. Đây nhá, chế độ zoom này. Zoom là từ 4,2 m, zoom 5,3 m. Đấy, Pogomet các nhá. Pogomet sẽ là vân caro bé, còn Deviso sẽ là vân caro bé xong nó cộng ẩn. Nó sẽ không nổi rõ như cái dòng kia. Để em tìm cho bác một cây để cho bác dễ nhìn nhá. Đây. Con này cũng là Pogomet, nhưng bác thấy hai Pogomet này khác nhau ạ. Đấy, một cái nó sẽ lộ rõ hơn, nhưng một cái nó sẽ hơi mờ ẩn một chút xíu. Đấy, khác nhau nhá. Nhìn nó giống nhau nhưng lại khác nhau một chút xíu. Thì cái bản này đang là ngon hơn cái bản kia nếu mà so với vân. Đấy, con này sẽ được trang bị lõi sứ xích nha. Con này thì nó chỉ có vân hai da ở cái lóng đầu tiên thôi nhé, lóng zoom này, còn ở dưới này thì sẽ là không có. Ngoại hình con này cực kỳ đẹp, mỗi cái bát là chân hơi xấu một xíu nhé. Cân nặng cho bác này 160 g. Gọi là 0.8 ly, cũng lấy các bác là 1.100.000 nhé. Con này một cái bát này nó không xấu này, sẽ khoảng tầm 1.300.000 cây này. Đấy, tay trợ máy hết. Và sang 22 sẽ làm chiếc cần Lissin. Con này cũng chiều dài là 4,5 m nhé, đọt 1.5, được trang bị khoen xích luôn. Bát là bát stylus, nó cũng giống cái cây Lissin chỗ này, nhưng mà bản này thì nó sẽ nặng hơn một chút xíu, nặng 158 g, con này nặng 154. Hai con nó xem nhau. Đấy, phôi con này sẽ là phôi rất đẹp luôn nhé, phôi đen tuyền. Đấy, con này thì mềm hơn kia một tí. 4,5 m đợt 1.5, ngoại hình cực kỳ đẹp quá nhá. Con này rất là đẹp. Lúc trước này có bán mấy cây còn 700, nhưng nó xấu lắm. Con này thì quá đẹp luôn. Nặng 100
57g. Nặng ngọn là đúng 1 ly. Con này là 800 ngàn nhé, 40,5 đọt 1.5 của hãng Lixin khuyến xích, còn 1.5 của Shimano thì đã có 6,5 rồi, đến 700 mà khoen thường. Trong 23 này, 23 sẽ làm chiếc cần ISO cuối cùng ngày hôm nay nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano bản X-Zoom. Con này sẽ được trang bị vân là vân hai da, là hai da bông đó nhá. Các bác nhìn nghiêng là mới ra là vân bông của nó này. Con này sẽ làm chiếc cần zoom, zoom từ 48, zoom 54, độ cứng là 0.6. Được trang bị bát là bát Stylit. Khuyên là khuyên Fuji nó xích nhá, ngoại hình còn cực kỳ đẹp. Con này còn rất đẹp quá nhá. Con này mới độ hơi mềm đi thôi. Đấy, lóng bên trong sẽ là một lóng nhám, một lóng bóng. Cần cực kỳ thanh. Mức độ hơi mềm xíu, cân nặng các bác này. 156g. Ngọn là 0.97 ly. Rất là mềm quá nhé. À quên, rất là nhẹ. 900 ngàn mà 23. Thế hôm nay lên tổng cộng cho bác là 23 cây. Thì hôm nay toàn hàng đẹp quá nhé. Hôm nay là toàn hàng VIP ấy. À, các bác thích đánh dòng thường hơn, rẻ hơn thì các bác đợi em sẽ lên cho bác clip khác. Tại còn clip này thì sẽ là hàng đẹp cho bác nhé. Ok, à, các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng được nào thì báo cho em nhé. Hẹn các bác vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.